Đây là JayWuan Hill và Bạch Công Trung tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, sân nhà của Thăng Long Warriors. Và chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người chiến thắng trong thử thách bịt mắt ném bóng ngày hôm nay nhé. Đã ném chưa? Chưa à? Đúng rồi à? Ơ này, cậu bên rổ đi đâu đấy à? Vô địch, tớ là nhà vô địch.